Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa nay em làm món ếch nướng sa tế ngũ vị hương. Đây là em có 4 con ếch. Em đã rửa muối và chanh rất là sạch sẽ rồi. Và đây em có 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh muối, nửa muỗng canh nước mắm, một cây sả và 2 tép tỏi. Sa tế và ngũ vị hương. Nếu như ai thích ăn đường thì người ta bỏ thêm đường, còn em thì em không có thích đường nên em không có ướp đường. Đường thì em chỉ ướp tùy theo món thôi, không phải món nào em cũng bỏ đường vô. Và bây giờ em sẽ ướp gia vị vô ớt ạ. Em đổ muối tiêu với bột ngọt vô. Em đổ muối trắng vô. Nước mắm. Sả và tỏi. Và ngũ vị hương ạ. Em nướng thịt hay là nướng gà gì đó, bất cứ em nướng thịt con gì em cũng bỏ ngũ vị hương vô hết. Ngũ vị hương á, mình cho một chút thôi ạ, cho nó thơm á. Bỏ nhiều quá thì nó sẽ bị nóng, ăn nó nóng, có ớt nhiều, bột ớt á. Rồi em bỏ sa tế vô luôn. Mình nướng món gì đó mình bỏ sa tế vô nó thơm dữ lắm. Nướng thịt heo hay là bất cứ thịt gì mình bỏ sa tế vô nó thơm dữ lắm. Và một món không thiếu là dầu ăn ạ. Em bỏ vô 2 muỗng dầu ăn. Tại vì ếch này nó không có mỡ à. Nó chỉ có thịt nạc thôi nên mình ướp miếng dầu vô cho nó có vị béo béo cho nó ngon à. Còn ví dụ như thịt heo á mà nó có mỡ rồi á, hay thịt gà cũng vậy á. Nó có mỡ thì mình không phải ướp dầu. Nay mùa mưa tới rồi nên ăn món nướng được ạ. Chứ mùa nắng nắng quá ăn món nướng thì phải kèm theo canh. Còn mùa mưa thì mình ăn nướng không cũng được, không cần phải ăn canh nữa. Ôi em ướp gia vị, có 4 con ếch thôi mà em ướp gia vị đậm đà luôn.
Nghe cái mùi ngũ vị hương nó thơm à. Chút em sẽ nướng vô trong cái nồi chiên không dầu. Cái nồi chiên không dầu á, mình nướng nó cũng sướng lắm. Nếu mà ai không thích ăn dầu mỡ nhiều á, mình bỏ vô đó mình nướng á. Ví dụ có ướp dầu vô đó vô món ăn á, mình nướng á, thì nó cũng chảy xuống bên dưới hết. Nó cũng chỉ còn ở đồ ăn rất là ít. Còn nếu mình chiên ở chảo á, thì mình lại phải để cho nó ráo dầu. Và bây giờ em sẽ đi bỏ vô cái nồi để em nướng. À quên, em phải ướp để trong thời gian khoảng 15 phút em mới nướng à, để cho nó thấm gia vị. Nếu mình nướng liền thì nó chưa thấm gia vị, nó không có được ngon. Và sau 20 phút em nướng thì ớt của em đã chín rồi ạ. Tại nhà em thích ăn ớt nướng kỹ một chút nên em nướng nó chín vàng quá luôn. Bây giờ em sẽ bỏ ra dĩa. Vậy là em đã làm xong món ớt nướng sa tế. Ớt nướng này rất là thơm ạ. À. Vì thịt ớt nó mềm nên mình nướng nó không có bị rã thịt. Còn nếu mà mình kho hoặc là mình chiên á, nó dễ bị rã thịt lắm. Mà thịt ớt nó mềm, mình nướng á, nó không có bị khô, nó không có cứng thịt. Ăn rất là ngon ạ. À. Em ướp đầy đủ gia vị nên cái thịt ớt nó rất là thơm luôn. Vì nhà em ăn ít nên em không có mua nhiều ớt. Vậy thôi, video làm ớt nướng của em đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ. À.